Xin chào tất cả các anh chị. Và hiện tại em đang đứng cạnh đây là một cái siêu phẩm các anh chị nhé. Trên màn hình các anh chị đang xem là một chiếc Pinarello. Đến cái thương hiệu này đến từ Ý. Và cái dòng này thì mấy anh em kỹ thuật bên chỗ xưởng xe đạp Tâm Đức ráp các anh chị ạ, chứ không nhập được nguyên chiếc các anh chị nhé. Thì hôm nay bên em chuẩn bị ráp, tức là ráp, xin lỗi anh chị, là ráp xong một chiếc rồi, đang chuẩn bị bàn giao cho khách hàng. Thì anh thủ review lên đây cho các anh chị xem. Thì đây là một chiếc xe Pinarello màu trắng và được trang bị full bộ group Ultera của Nhật các anh chị ạ. Thế là bộ group này sản xuất tại Nhật luôn. Và cái điều đặc biệt ở đây đó là cái bộ group này được trang bị cái thắng trước và thắng sau là ngàm thắng hai ốc đấy. Thì cái xe này hiện tại bên em ráp và bàn giao có cái cấu hình sơ bộ như sau. Đầu tiên là cái khung carbon, đấy chị nhé, tức nghĩa là full carbon luôn, vành của Campagnolo, khung Pinarello carbon và cái ghi đông carbon, bộ vô rúp full luôn các chị nhé, Ultera của Nhật. Và giá mà bên em báo với khách hàng là 45 triệu yên của Broman nữa, chính hãng nữa. Đấy, thì 45 triệu chiếc xe này các anh chị nhé. Và đối với chiếc xe này thì nó có nhiều option cho các anh chị lựa chọn. Ví dụ như các anh chị có thể ráp vào cái bộ group 105R7000, group của Tiagra, hoặc là bộ group của một số cái dòng khác nữa. Nếu anh chị có cái tùy thích thì có thể liên hệ với lại bên kỹ thuật bên xưởng, hoặc là xin lỗi, liên hệ với lại bộ phận kinh doanh bên xưởng anh chị nhé. Còn bây giờ thì em không làm mất nhiều thời gian của anh chị nữa đâu. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá cái chiếc xe này nó có gì mà nó có giá tới 45 triệu anh chị nhé. Ok, let's go. Đấy, đầu tiên chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ xem cái bộ phần phía sau xe các anh chị nhé, phía sau xe. Đấy. Thì như nãy em có nói với lại anh chị á, là cái xe này là gì ạ? Trang bị cho mình cái bộ Ultera của Nhật các anh chị nhé. Với cái tốc độ là gì ạ? 2 nhân với lại 11 các anh chị ạ. 2 nhân 11. Và cái bộ này thì các anh chị biết rồi. Sử dụng cho dân chuyên hoặc bán chuyên chạy trên đường các anh chị nhé. Tốc độ maximum mình có thể đạt được là 70 đến 80 km/h nếu như mình đủ sức khỏe các anh chị nhé. Và anh chị cũng có thể thấy nè. Câm là câm lá hẹ các anh chị nhé. 21 câm. Câm lá hẹ 21 câm. Cứ mỗi lần là đi 3 câm. Và vành là vành gì ạ? Vành này là vành Campagnolo của Đài Loan các anh chị nhé. Campagnolo của Đài Loan. Và gì? Cặp bánh này bên em ráp cho khách là cặp bánh gì ạ? Của Maxxis Đài Loan luôn các anh chị nhé. Maxxis Đài Loan luôn. 700 x 23. Có nghĩa là khi anh chị, cái lúc này là cực kỳ tối ưu tốc độ rồi các anh chị nhé. 700 x 23. Không có một cái lại dòng lốp nào mà nó có thể vượt qua cái thằng này nữa. Đấy. Có nghĩa là 723 là cái loại lốp mà gọi là tối ưu cho cái tốc độ rồi các anh chị nhé. 725 thì nó sẽ bề dày hơn chút xíu, thì nó không thể bằng thằng này. Đấy. Và gì ạ? Sử dụng dòng đua thì các anh chị biết rồi. Sử dụng van pháp, dòng van pháp các anh chị nhé. Đấy. Bộ group Ultera các anh chị, nếu mà tìm hiểu xem một số cái video phía trước, em có làm cho anh chị xem, như dòng Giant Propel ADV nó cũng sử dụng bộ group này. Và gì các anh chị biết không, cái số răng cũng như là cái số răng trước và sau thì em cũng có show cho anh chị xem rồi. Thì thực ra mình cũng sẽ không nói nhiều về cái thông số kỹ thuật của những cái bộ group này, vì nó có chuẩn trên toàn thế giới rồi các anh chị ạ. Thì cái video này mục đích chính là gì? Để show cho anh chị xem làm cái xe này nó có cái gì đặc biệt, gọi là cái khung sườn, cái kiểu dáng thiết kế nó như thế nào các anh chị nhé. Và nếu mà anh chị nào có cần thêm hỗ trợ gì thì cũng có thể liên hệ với lại bên bộ phận kinh doanh của xưởng xe đạp Tâm Đức các anh chị ạ. Đây, thì bạn cameraman quay sát cho anh chị xem cái bộ group Ultera này của Nhật các anh chị nhé. Đây, em quay thử một chút xíu nè. Cối nổ là xe nghe điếc tai luôn các anh chị nhé. Đó, quay một chút xíu thôi. Các anh chị nhé. Quay một chút xíu thôi là nó đã nghe rất là sướng tai rồi. Cái này đạp trên đường thì vi vu luôn các anh chị nhé. Khung này thì khung màu trắng các anh chị ạ. Khung này khung màu trắng. Và bộ rúp nè. Bộ rúp Ultera nè. Đây. Bạn này là sản xuất tại Nhật các anh chị nhé. Sản xuất tại Nhật. Và cũng có số răng là gì chứ biết nào. 5339. Ultera của Nhật. Anh nhìn nhé. 5339. Đấy. Còn cái thông tin lại cho anh chị một chút xíu về cái thằng gì ạ, cái thằng số răng của cái clip này.
có nghĩa là số răng như sau các anh chị nhé: 11, 12, 13, 14, 15 lên hết 15 thì 17, 19, 21, 23, 25 và 28 các anh chị nhé. À, thực sự thì anh chị cũng không có sử dụng hết đâu, những cái xe mà tầm 7-8 lít là cũng nó nhiều lắm rồi các anh chị ạ. Nó lên tới 11 lít thì nó sẽ đỡ hơn cho anh chị một chút xíu, khi có cái số răng 28 thì anh chị lên đèo nó khỏe hơn một chút xíu các anh chị nhé. Còn thực tế ra đi đường trường thì anh chị cứ cho về cái clip nhỏ nhất và cái dễ lớn nhất là lướt như xe đua rồi các anh chị ạ, gọi là như mấy chiếc mô tô rồi. Đấy. À, bạn camera quay sát đây cho anh chị xem cái bộ thắng ngàn thắng hai ốc này của cái thằng Ultera này. Đối với cái bộ này Ultera thì nó có hai kiểu là thắng một ốc và thắng hai ốc các anh chị nhé. Thì cái thằng thắng một ốc thì trong quá trình mình sử dụng á, nó có thể là cái bộ thắng bị lạch đi một chút xíu, nhưng đối với thắng hai ốc thì nó khắc phục được cái điểm yếu đó, là hầu như là cái mình lắp như nào nó chuẩn như này các anh chị nhé, mình lắp như thế nào thì nó sẽ chuẩn như vậy và không lạch được. Không lạch được tức là hai cái mã thắng này không lạch được và không xê xích được trong quá trình mình sử dụng, thì cái thắng này xài nó sướng hơn nhiều anh chị ạ. Đấy. Đây đó là phía sau, còn đây là phía trước. Đấy. Phía trước của cái bộ ngàm thắng Ultera này anh chị nhé. Đây là phía trước. Đấy. Cũng sử dụng cái ngàm thắng hai ốc các anh chị nhé, hai ốc. Đấy. Bắt thẳng vô sườn luôn, và chỉ có sườn F12 thì mới có thôi, trước này là Pinarello F12 các anh chị nhé, sườn F12 thì mới sử dụng cái ngàm thắng hai ốc thôi. Còn F11, F10 thì nó vẫn sử dụng ngàm một ốc các anh chị ạ, ngàm một ốc các anh chị nhé. Rồi qua một chút xíu cho anh chị xem là cái bi cái này này trớn như thế nào, cái bộ vành bậc đàn của Campagnolo này, đó, bánh mắc xích này, mình chỉ cần qua một chút xíu thôi các anh chị nhé, nó có trớn lắm rồi. Chừng là ha. Rồi quay cho anh chị xem cái vành vậy, vành ghi đông. Ghi đông anh chị nhé, ghi đông này bao đẹp các anh chị ạ, nhìn như giống như mình có tưởng tượng là giống như cái lưng của con cá mập ấy ha. Bỏ tay lên đây là khi mình sử dụng, mình sử dụng tay nghỉ các anh chị, bỏ lên đây thì cực kỳ khỏe. Đấy, cái này thì mình cần giữ tốc độ, và ở đây thì mình dạ núp gió, với cái tư thế tay này mình núp gió. Đấy. Ở đây thì bên em có quấn vào mấy cái dây quấn ghi đông này bằng ba màu, cũng như là cái độ mềm của nó rất là tốt. Thì thực sự cái này thì tùy em cầm thì cảm nhận được thôi, thì còn trên video thì sau cho các bạn xem thôi. Còn những cái xe cái này thì ráp hoàn thiện nó là 45 triệu anh chị ạ, tức là gần nửa trăm triệu, thì nó cũng một cái số tiền nó khá lớn. Và những chất lượng trên cái đồ này thì các anh chị cũng yên tâm, nó không có phải, anh chị không phải lăn tăn về cái chất lượng của cái những cái phụ tùng trên này. Thì ráp lên một chiếc xe như vậy nhìn nó rất là ngầu và chất chơi. Đi một con xe này các anh chị, các bác đi một con xe này ngoài đường á, thực sự nó sẽ sang hơn cái gì đi một con SH chắc chắn với anh chị luôn. Và đây là cái phần khung sườn của F12 thì rất là đẹp anh chị nhé, và nó có đủ size luôn, hiện tại bên em có đủ size luôn, có một số sườn bên đây có sâu lên các bác xem. Đây, sườn bên đây cũng như là bên kia có sâu lên trên kia. Thì những bác nào có nhu cầu mà ráp xe từ F12 các cái sườn carbon dòng khác, thì cũng như là bù và rút theo yêu cầu như thế nào đó, thì có thể liên hệ với lại cái số hotline phía dưới video này, hoặc là hai cái link mô tả phía dưới cái gì nhé. Để vào hai website của xưởng xe nào Tâm Đức là xưởng xe tâm đức.com và shopxetot.com, cũng như là một số cái fanpage ở trên Facebook, thì bên mình có một cái đội ngũ kinh doanh cũng khá là lớn, cũng như là đủ cái kiến thức để tư vấn cho các anh chị chọn được một cái dòng xe phù hợp, cũng như là phù hợp với lại cái mức độ tài chính của mình các anh chị nhé. Thì trên đây sơ bộ thì em show cho các bác xem, các anh chị xem những cái cơ bản về một cái dòng xe ráp nó có cái gì, và cái giá tiền nó sẽ ảnh hưởng bởi những cái cấu kiện như thế nào thành một cái xe. Thì các anh chị muốn biết rõ hơn á, thì có thể như em đã nói là liên hệ với lại bộ phận kinh doanh của xưởng xe nào Tâm Đức các anh chị nhé. Xin chân thành cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi cái video này. Hẹn gặp lại các anh chị ở những cái video phía sau các anh chị ạ. Xin chào.